Phương Thúy xin kính chào quý vị đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin mới nhất. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bão số 2 nhanh chóng suy yếu sau khi càn quét Trung Quốc. Trung Quốc công bố hoàn thành đập Tam Hiệp sau 26 năm khởi công. Trung Quốc đặt mục tiêu ngang hàng quân đội Mỹ vào năm 2027. Indonesia khẳng định không trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc và Mỹ. Sau khi càn quét khu vực phía nam đảo chính Hải Nam của Philippines và khiến cho ít nhất 10 người dân thiệt mạng, siêu bão số 2 đã nhanh chóng suy yếu thành bão nhiệt đới và tiếp tục di chuyển về hướng đông. Theo Cơ quan Khí tượng Địa lý và Thiên văn Trung Quốc, bão số 2 được dự báo là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2023 đã nhanh chóng suy yếu sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Trung Quốc vào ngày thứ 6 vừa qua. Theo thông báo của cơ quan, vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ 7, bão số 2 đã trở thành một cơn bão nhiệt đới với tâm bão nằm cách của Trung Quốc khoảng 100 km về phía tây nam. Siêu bão số 2 cũng được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung Quốc, sau khi suy yếu, bão đang tiến vào Biển Đông với sức gió 125 km/h và giật 170 km/h. Bão số 2 cũng là một cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào sau bão Haiyan năm 2013, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng. Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết một cơn bão khác mang tên Asani, bão số 2, cũng đang tiến gần Trung Quốc. Trung bình, Trung Quốc sẽ hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Tuần trước, bão số 1 khiến 22 người Trung Quốc thiệt mạng khi càn quét các tỉnh phía nam của Trung Quốc. Cơn bão này sau đó đã tiến vào Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất 26 năm kể từ khi khởi công dự án từ năm 1994, cùng với hàng loạt những sự cố và tranh cãi gây rúng động trong dư luận. Và hôm vừa qua, chính quyền Trung Quốc mới chính thức công bố đã hoàn thành dự án đập Tam Hiệp, khẳng định con đập đã vượt qua tất cả khâu kiểm tra và hiện đang vận hành trơn tru. Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các quan chức từ Bộ Thủy lợi cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi hoàn thành, dự án đập Tam Hiệp đã trở thành dự án thủy điện toàn diện nhất. Những quan chức này khẳng định, qua quá trình theo dõi, mọi công đoạn của con đập như xả lũ, tiêu năng chuyển dòng nước, phát điện và các công trình phòng hộ đang hoạt động an toàn và ổn định. Nhà máy điện Tam Hiệp cũng là nhà máy thủy điện lớn nhất với tổng công suất lắp đặt lớn nhất thế giới. Tính tới cuối tháng này, nhà máy điện Tam Hiệp đã tạo ra 1.354.000 tỷ kWh điện, thúc đẩy cung cấp điện ở phía Đông và Trung Quốc cùng tỉnh Quảng Đông ở phía Nam, cũng như các khu vực khác ở đất nước. Dự án Tam Hiệp cũng được giới chức Trung Quốc đánh giá là một sự cải thiện đáng kể đối với điều kiện giao thông trên tuyến đường thủy sông Tứ Xuyên. Kể từ khi chạy thử vào tháng 6 2023, sản lượng vận chuyển hàng hóa khu vực tăng dần đầu vượt 100 triệu tấn vào năm 2011 và đạt 142 triệu tấn vào năm 2022. Các quan chức chính quyền địa phương Trung Quốc báo cáo thêm rằng tổng cộng 1,3 triệu cư dân được di rời trong quá trình xây dựng dự án và khẳng định đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện điều kiện sống của họ. Quá trình xây dựng đập Tam Hiệp bắt đầu từ năm 1994 với chi phí lên tới hơn 30 tỷ đô la tính thời điểm khởi công. Bất chấp giới chức trách Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có cấu trúc tuyệt đối an toàn, hàng loạt những thông tin về việc cấu trúc con đập chịu tận nứt và những mối lo ngại về nguy cơ vỡ đập vì mưa lớn liên tục trong những năm qua. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, 500 triệu người sẽ không có đường chạy. Vào sáng sớm ngày thứ năm vừa qua, trạm phát điện ở huyện Đan Ba, khu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở thượng du đập Tam Hiệp đã bị cuốn trôi và kéo theo sạt lở đất đá. Đoạn video cho thấy một dòng chảy khổng lồ đổ từ thượng nguồn đổ xuống. Các ngôi làng đều đã hoàn toàn biến mất và một trận sạt lở đất đá bất ngờ từ đỉnh núi đã nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Học giả kinh tế Cai Trinh Lăng Gia đã tăng Twitter rằng thượng lưu của Tam Hiệp, khu vực tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ngập lụt nặng, các hồ chứa nhỏ bị vỡ và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Ông Hoàng Tiểu Khôn của Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo với bạn bè của ông trên WeChat rằng: "Tôi nói lần cuối cùng đấy, ai ở Nghi Sương và các khu vực phía dưới thì mau chạy đi." Tiến sĩ Vương Duy Lạc, chuyên gia về đập Tam Hiệp hiện đang sống ở Đức, nói rằng nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp vẫn luôn tồn tại. Những người sống ở khu vực từ thành phố Nghi Sương đến thành phố Thượng Hải phải chạy đi mau, nhưng họ biết đi đâu bây giờ? Ngay cả khi họ đã có visa nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài thì họ cũng không thể xuất hiện được nữa vì đại dịch của virus Vũ Hán. Ông Vương Duy Lạc nói Trung Quốc có khoảng 100.000 đập chứa nước, nhưng ít nhất hơn 40% trong số đó là không an toàn. Việc xả lũ đã gây hiệu quả hiệu ứng vỡ đập Tam Hiệp. Các quan chức Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cũng thừa nhận tại một cuộc họp báo rằng một trong số 98.000 đập chứa nước của Trung Quốc đang gặp nguy hiểm ở mức độ khác nhau. Tình hình lũ lụt năm nay rất phức tạp. Tiến sĩ Vương Di Lạc nói người dân Trung Quốc là không an toàn chút nào và chính phủ cũng sẽ không quan tâm đến sự an toàn của người dân. Còn những dư luận viên 50 xu và 20 xu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sống từ khu vực Nghi Sương đổ xuống, liệu họ có tháo chạy không? Ông Vương Duy Lạc bày tỏ, lúc trước những người đã ủng hộ nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc để xây dựng đập Tam Hiệp, vậy bây giờ các người phải chịu hậu quả. Trừ khi phá bỏ cái đập Tam Hiệp này đi, các anh nói chính phủ có biện pháp sao? Họ chẳng có biện pháp nào cả, chạy đi đâu bây giờ, không còn đường nào để thoát. Ông cũng đề cập đến sự việc vào sáng sớm ngày thứ năm, khu vực Mai Long Câu ở thị trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, khu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc thượng nguồn của đập Tam Hiệp, đã hình thành một hồ ngập úng do dòng chảy bùn đá chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên. Hồ ngập úng là do các tảng đá lớn cắt bùn lăn từ trên núi xuống, tạo thành một con đập tự nhiên ngăn dòng lũ trên sông. Đập chắn tích tụ càng cao sẽ bắt đầu bị rò rỉ.
Lượng rò rỉ lớn dần sẽ khiến cho con đập tự nhiên này bị cuốn trôi và sẽ hình thành lũ do vỡ đập. Sức tàn phá của lũ do vỡ đập mạnh gấp hàng chục lần lũ tự nhiên. Nó tiến về phía trước như một con sóng thần. Vì vậy, bất cứ nơi nào nó đi qua, những ngôi nhà hai bên bờ sông ngay lập tức bị đổ xuống và san phẳng. Hơn nữa, cây cầu mà Tứ Xuyên đang chi 140 triệu nhân dân tệ để xây dựng cũng đã bị cuốn trôi. Điều này hoàn toàn là do khi xây dựng cầu đã không áp dụng các biện pháp phòng lũ đủ đúng cách. Ông Phương cũng nói rằng những nhà dân bị lũ cuốn trôi để những ngôi nhà được xây dựng trên bãi sông. Trong 70 năm kể từ khi Trung Cộng giành được chính quyền, họ muốn kiểm soát điều gì thì điều kiểm soát rất tàn bạo. Nhưng duy chỉ có nước là không thể khống chế được. Việc trị thủy của họ là một đống nát bét, đây là đều do chính sách của họ gây nên. Thượng nguồn của đập Tam Hiệp nguy hiểm hơn khu vực hạ lưu, Trung Cộng tuyên bố rằng việc tái định cư của người dân vùng thượng lưu đã hoàn thành. Những cái thành phố mà chính phủ mới xây dựng đều nên xây dựng lại, vì tất cả đều không an toàn bởi trong trường hợp lũ lụt tới, tất cả các thành phố này sẽ bị đổ sập xuống sông. Các thành phố tái định cư mới được xây dựng trên các vị trí dễ bị lở đất ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp, như huyện Phu Sơn, huyện Tỷ Quy, huyện Ba Đông, huyện Phụng Tiết, huyện Khai Châu và các khu vực thành thị khác có địa hình trũng thấp hơn. Mực trữ nước của đập Tam Hiệp, những nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ông Vương Duy Lạc nhấn mạnh, đây không phải nói chuyện với giật gân, phải tìm cách giải pháp thay vì chạy bỏ chạy, chạy đi đâu được chứ? Hơn 400-500 triệu người dân ở trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang chạy đi đâu được? Không có nơi nào để trốn cả. So với việc bỏ chạy, chi bằng phá bỏ cái con đập ấy đi. Mỗi người đỡ một ít thì sẽ không còn đập con đập nào nữa, cũng sẽ không còn hoảng loạn và nguy hiểm nữa. Ông Điền Vĩ Trường, giáo sư vật lý học của Trung Quốc, đã xuất bản một bài báo từ những năm đầu xây đập. Nguy cơ vỡ đập hồ chứa Tam Hiệp sẽ khiến 6 tỉnh ở thành phố hạ lưu sông Trường Giang trở thành vùng ngập nước, hàng trăm triệu người sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Ông cũng cho rằng đập Tam Hiệp sẽ là mục tiêu bị đe dọa bởi kẻ thù bên ngoài. Đối mặt với công nghệ tên lửa đạn đạo hiện nay, đập Tam Hiệp không có khả năng phòng thủ. Khi bắt đầu xây dựng đập, ông Hoàng Vạn Lý, chuyên gia về công trình thủy lợi ở Trung Quốc, giáo sư tại khoa học Đại học Thủy lợi Đại học Thanh Hoa, đã đưa ra cảnh báo về các mối nguy hiểm do công trình Tam Hiệp trên các phương tiện địa chất, môi trường, sinh thái và quân sự. Ông cũng cảnh báo về mức chi phí khổng lồ để xây dựng công trình, về việc sau khi hồ chứa Tam Hiệp bị vỡ, đá cuội sẽ làm tắc nghẽn dòng lũ ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên và cũng tiềm ẩn khủng hoảng di dân. Ông dự đoán rằng nếu đập Tam Hiệp được xây dựng thì cuối cùng nó sẽ bị đổ tung. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, đến tối thứ Bảy, đỉnh lũ thứ nhất trong năm đã đến đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất Trung Quốc. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết thêm, do mực nước dâng cao, các khu vực dọc theo sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc và các thanh sông Chu và Dinh cũng như các khu vực xung quanh hai hồ lớn nhất của Trung Quốc và Bà Dương và Động Bình có nguy cơ bị lũ lụt hoặc nhấn chìm. Sông Hoài chảy qua miền Trung Trung Quốc cũng đã phải đối mặt với nhiều trận lũ lụt. Ủy ban Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc của sông Hoài đã công bố vào Chủ nhật rằng mực nước của sông Hoài dài 620 dặm đã vượt quá mức báo động. Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc đã thông báo rằng đỉnh lũ thứ 3 của mùa lũ năm nay đã ập vào khu vực thượng nguồn sông Trường Giang, trong khi đỉnh thứ 2 đã kéo đến khu vực Trung Du. Trước đó, chính quyền địa phương đã mở đập Vương Gia để xả lũ từ sông Hoài trong suốt hơn 76 giờ, nhấn chìm khu vực Mạnh Oa, tỉnh An Huy, nơi sinh sống của 195.000 dân. Hai ngày sau, nhà chức trách lại xả nước sông Hoài đến khu vực Hồ Kinh Sơn, nơi sinh sống của 855 cư dân. Đây là khu vực thứ 8 dọc sông Hoài bị nhấn chìm. Theo truyền thông Trung Cộng, tỉnh An Huy do mưa lớn, chính quyền đã chỉ định 28 địa điểm dọc theo sông Hoài xả nước, có 2.287 trong tổng diện tích 3.903 dặm vuông là đất nông nghiệp. Nhà chức trách cũng đã xả nước từ Trường Giang đến các vùng nông thôn nhưng không tiết lộ chi tiết. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc tính đến cuối năm 2022 có khoảng 659 triệu người sống trên lưu vực Trường Giang, 61% trong số họ sống ở vùng nông thôn. Kể từ đầu tháng này, mưa lớn đã tấn công lưu vực sông và những vùng rộng lớn ở miền Nam và miền Trung của Trung Quốc. Theo báo cáo, lũ lụt trở đất đã xuất hiện tại hơn 27 tỉnh và khu vực. Để bảo vệ các thành phố, chính quyền Trung Quốc đã mở cửa đê và đập để xả lượng nước mưa đầy tràn vào các vùng nông thôn, khiến hàng chục triệu người mất nhà cửa. Chủ nhật vừa qua, thành phố Nghi Tân ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên đã báo cáo một trận lở đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, các nhà máy và nhà dân bị chôn vùi. Cùng ngày, một trận lở đất đã làm nghẽn một dòng sông địa phương và đe dọa sự an toàn của hơn 250 cư dân ở khu vực hạ lưu. Nghi Tân và Trùng Khánh đều là thượng nguồn của Trường Giang. Trước đó, quận Mao cách thành phố Nghi Tân khoảng 400 dặm về phía bắc đã đưa tin hai trận lở đất làm hư hại nhà cửa, trạm xăng và đường giao thông. Kể từ 2 ngày trước, thành phố Trùng Khánh đã đưa tin về các trận lở đất tại quận Vũ Long. Mặc dù truyền thống, quốc doanh và chính quyền đã giữ im lặng về tin tức lũ lụt kể từ đầu tháng này, nhưng cư dân mạng trên khắp Trung Quốc đã chia sẻ những đoạn video lũ lụt cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa trong khi lũ lụt tràn ngập thành phố Nam Kinh ở phía đông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Chính quyền địa phương gần đây đã thừa nhận rằng một công ty xây dựng quốc doanh Yangqing Urban Construction, công ty xây dựng đô thị Giang Ninh, đã đào một con đập trên sông Tần Hoàn, nhánh của Trường Giang để xây dựng khoảng 10 nhà hàng và quán bar. Công trình xây dựng này chiếm tới một nửa chiều cao con đập và đã làm hỏng cấu trúc con đập, do vậy có thể gây ra vỡ đê nếu vỡ đập bị vỡ. Nam Kinh, khu vực hạ lưu Trường Giang là nơi có khoảng 10,31 triệu người dân cư trú. Kể từ đầu tháng, một phần của thành phố đã bị nước lũ nhấn chìm. Vào hôm qua, thành phố đã đưa tin độ cao của lũ lụt ở mức độ kỷ lục kể từ năm 1954. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.